layout so wide, hoặc là khi mà mình có nhiều nhiều cái đường ấy, với là đường liền hoặc đường đường đứt, hoặc là đường chấm gạch gì đấy, hoặc là dưới này nhiều màu khác nhau, anh muốn tất cả đều là cái đường liền hoặc là tất cả đều chuyển sang màu màu trắng thì anh có thể ấn, còn nếu không không có gì thì không cần, anh ok thôi. Ok, nó bảo mình, nó hỏi mình cái chỗ mà mình sẽ lưu cái chương trình này vào đâu, anh có thể chọn một cái địa điểm anh lưu chương trình vào đâu đấy, laptop hoặc là điện mưa cho save lại thôi, xong yes. Xong rồi nó sẽ là một cái ra một cái cửa sổ thông báo đó. Cái path size nó tự động nó đo cái hình bao hình chữ nhật mà bao quanh hình chữ nhật ngoại tiếp cái hình đấy của anh thì nó x và y mà. Xong rồi nó ở dưới này thì hỏi material không thì là sẽ là vật ở trong này anh sẽ chọn cái loại vật liệu của mình, là inox nhôm hay là thép thường mới kể cái nào đấy anh, hoặc là cái brand steel này thì sau đấy thì và chọn cái bề dày vật liệu, ví dụ em chọn là inox chẳng hạn và bề dày vật liệu là 3 đi hoặc là gì đấy anh có thể nhập vào đây. Xong khi mà chọn xong bề dày vật liệu thì anh chọn, nó sẽ hỏi anh là khắc bằng khí gì, thì nếu mình chọn thép ấy, thì nó chỉ có khí oxy thôi mặc định, còn nếu mà mình chọn inox thì mình có thể chọn là oxy nitơ hoặc là khí nén. Đấy, anh chọn dưới này. Đấy. Cái đầu cắt thì nó chỉ có loại tiêu chuẩn đầu cắt thì mình cho mình một sự lựa chọn thôi. Còn cái len cái thấu kính nó mặc định là 5 inch đối với vật liệu mỏng, anh không thể chọn khác. Nhưng nếu anh chọn cái vật liệu đây là khoảng 6 ly chẳng hạn thì nó sẽ có 7,5 inch hoặc 5 inch cho anh chọn. Đấy, nếu anh chọn trên này là khoảng vật liệu dày ví dụ như vậy. Sau đấy thì đây là thông điệp khai báo về vật liệu lúc ban đầu. Ok cái thì anh có thể chọn, ví dụ em chọn 6 inch và cái thép là em chọn inox 6 ly, em chọn cái này nó tự động ra meter luôn. Đấy, ok mình ấn đây, mình khai báo vật liệu mình ấn ok. Mình ấn ok. Sau này nó sẽ ra cái hình đấy. Bây giờ là mình sẽ phải gán cái chương trình chạy cho nó. Ví dụ ở trên này nó sẽ có rất nhiều cái thanh công cụ dần dần, nhưng mà đầu tiên có cái hai này dành cho cái việc mà mình gán cái đường cắt laser vào. Add cắt với cả auto cắt. Auto là tự động, add cắt là mình sẽ phải gắn bằng tay, thì mình sẽ làm cái gắn bằng tay trước. Khi mình nhấn add này, ở trong này nó sẽ có đầu tiên là cutting type. Cái bảng này nó sẽ có entity chan với cả là contour. Ví dụ cái hình của anh có thể chọn cái entity, thì entity có nghĩa là một cái đường bao của mình này. Ví dụ một cái đường bao của mình đây, mình bấm vào đâu thì nó chỉ chọn một cạnh. Ví dụ nếu em đây là mình chọn cái việc mình gán cái đường laser thì mình cắt đường nào vào. Còn nếu mà contour thì nó sẽ chọn luôn một đường bao, nó sẽ tự phát hiện ra cái đấy là đường bao bên ngoài và nó chọn luôn. Còn nếu mà trên thì cho mình chọn từng nối tiếp với nhau, chọn cái này nó tự động nối hai cái này với nhau. Thì offset start offset end offset thì là cái phần mà thông thường mình để cái này giá trị là không, phải nó cắt đi vào là bao nhiêu, nó khi mà kết thúc nó không đi ra khỏi cái điểm đấy, nó dừng ngay cái điểm kết thúc luôn. Em giới thiệu nhanh nhanh mai mình sẽ đi lại. Contour size cái này là cái segment trước segment được khoảng 15 phút rồi. Mỗi năm thay đi một lần. Sang năm bao giờ đổi máy? Năm đổi máy coi máy đi. Đó, con này mua từ năm 2000. Cái máy này mua từ năm 2010 bây giờ đấy. Công tơ sai cái này cũng khá quan trọng. Nó nằm trong cái ô là công tơ sai cutting speed, là cái kiểu chọn mình cắt là 1, 2, 3 đây, M1, M2, M3 là mình 14 cái đường này cắt theo chế độ nào mình sẽ chọn đây này. Ví dụ ở đây anh có thể chọn là low là M1, medium là E2, high là E3, ultra thì đây nó nhảy là E5, mình sau mình sẽ sửa cái em chọn là E4, nhưng thông thường mình cắt đến E3 thôi. Mình thông thường mình sẽ chỉ là 1, 2, 3 và M10 là cái chế độ mà marking ấy. Mà sau thì mình có thể đây mình chọn là 2 được cái contour size này, mình cái cutting speed này mình chọn tốc độ cao hay thấp là dựa vào cái gần như thế này, dựa cái chu vi của cái hình mình cắt, có nghĩa là cái đường kính mà nhỏ thì mình cắt tốc độ thấp thôi, mà càng lớn thì mình cắt càng cao.
Rồi cutting mode thì mình chọn là normal. Cái này piercing là đâm đâm thủng trước khi mà cắt ấy, thì mình chọn normal. Overlap, công cụ overlap mình không cần phải đặt, tại vì cái này thông thường dành cho máy đột. Cutting direction, cắt theo hướng này hay cắt theo hướng này, thì anh chọn là counter clockwise hoặc là đây là clockwise, counter clockwise là theo chiều kim đồng hồ, được chiều kim đồng hồ đấy. Sang bên này là cái phần approach là tiến vào đấy, thì nó có hai kiểu, có rất là nhiều kiểu, middle hoặc là end. Middle là giữa, end là đường góc. Cái kiểu tiến vào là kiểu thẳng hay kiểu cong, cong là cong 45 độ hay cong 90 độ hay là gì đấy. Nhưng bình thường nó cắt, nó đâm xuyên này, nó đi thẳng vào này, xong nó cắt, hoặc là đâm xuyên nó lại đi vào theo kiểu bo bo này, đi theo đường tiếp, kiểu như đường cung mà tiếp tiếp tiếp, tiếp tuyến ấy. Đấy, thì nhiều kiểu lắm. Như ở đây mình thông thường mình để thẳng. Exit như vậy. Đây là approach, là bắt đầu tiệm cận, đâm xuyên xong đi vào. Xong khi mà cắt xong đến điểm thoát ra ấy, thì nó có kiểu thoát ra theo đường cong hoặc thoát ra theo đường thẳng hoặc không cần thoát ra. Thì thông thường cái điểm thoát ra từ hôm nọ này mình cắt mình toàn để không hết. Sau đấy là, và cái đoạn thoát ra nếu cái này mình để không thì không có ý nghĩa. Thì đấy là cái bảng này nó chỉ có gần đấy. Xong rồi sau khi mà mình chọn xong tất cả các thứ mình mong muốn ở đây thì mình nhấn OK, và ở ngoài này mình sẽ bấm vào cái đường mà mình muốn cắt. Thì anh vẫn muốn rồi nó đây ạ. Xem ngoài enter. Đây, em đang chọn trên. Đây nhá, lại em giới thiệu lại. Ví dụ như mình em không chọn trên, chọn công tua đi. Công tua thì em bấm một phát vào đây, nó sẽ tự động nó sẽ ăn phát cái đường nào nó hiện màu vàng, anh ấn back vào lại đây. OK, anh nhấn công chua đi, nó sẽ tự động chọn toàn bộ. Thông thường mình sẽ chọn cái đấy. Anh ấn OK, và anh ấn vào cái đường viền ngoài của anh. Đấy. OK, rồi sẽ thấy là OK, nó hiện màu vàng lên là OK. Anh sẽ thấy nhé. Nhưng mà cái này của anh, cái điểm tiến vào là như này là không hợp lý. Cho mượn cái qua. Không, cứ để đi. Cái này đi. Cái này tiến vào nó phải là, đây đang tiến thẳng, nghĩa là nó phải là tiến vào vuông góc như này. Anh sẽ nhìn thấy cái đường của nó này, nó sẽ xuất phát từ góc, rồi điểm gốc của cái nó sẽ chạy theo đường trường 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 này. Này là đường chấm chấm vàng này, đường chạy không. Cái đầu cắt chạy ra đây và nó sẽ đâm, nếu như này thì nó sẽ đâm xuyên đây và nó tiến vào đây, nhưng như này không hợp lý. Mình sẽ thay đổi. Mình sẽ chọn cái kiểu đâm xuyên. Rồi mình để hết đồ lên thì hiện là 5 điểm 5. Đấy, anh sẽ thấy nó sẽ đâm thẳng đây. Là về mình chọn end nó sẽ thấy, anh nhìn thấy là cái màu vàng vàng này, màu vàng vàng này chính là cái tia laser của mình, cái đường bao cũ của mình là đường màu trắng này. Thế đây nó tự động nó đây về dày, tự động nó sẽ bù bên ngoài. Tương tự như vậy mình sẽ chọn ở đây thì nó sẽ cắt này. Sau khi mà cắt xong như vậy, giả sử như này anh lập trình xong rồi như này, như vậy anh sẽ kiểm tra xem là anh sẽ kiểm tra lại xem là tốc độ, em muốn mình xem những cái này cắt bằng tốc độ nào, cái này cắt bằng tốc độ nào ấy. Anh sẽ vào ấn vào edit cam ở đây, đây có cái edit cam, mình bấm vào đây phát là nó sẽ ra đây cái file là auto. Auto thì mình chọn cái này là 2 được. Ok, cái này mình chọn là 2. Sau khi đấy là sẽ xong đấy. Xong rồi, đây lập trình xong rồi. Nó chỉ có vậy thôi. Nhiều video chi tiết đơn lẻ sau mình còn nhiều thứ gộp lại với nhau, nào cái nào cái trước, cái nào cái sau ấy. Thì mình sẽ dần dần sau thì mình hình dung công việc là như vậy. Sau khi cắt xong như này thì mình sẽ ấn sang phần nút NC này để nó xuất ra được một cái file gia công. NC, đây chữ NC bên trái rồi, thì next đây nó sẽ next tiếp đây, cái này nó sẽ chọn, họ cho nó sẽ tự động chọn cái quỹ đạo gia công hợp lý, nên mình chỉ có hai đường nên chả có quỹ đạo nào khác nữa. Rồi next tiếp, cứ hoặc là finish ra đến đây anh hoàn toàn có thể chọn anh next tiếp đi,
nói tiếp.